máy pha cà phê Delicato 01A, nội thất Ý, giá Việt. Máy pha cà phê dưới 30 triệu đồng thì có gì đặc biệt? Máy pha Delicato 01A có xuất xứ thương hiệu từ Trung Quốc. Máy sử dụng những linh kiện cơ bản của Ý như đầu bơm, van điện tử, bộ đếm nước, cũng tương tự như các dòng máy của các thương hiệu lớn như Casadio, Evoba, Ladertina. Thông số kỹ thuật của máy em mời anh chị xem trên màn hình. Ngoài ra, máy có công suất pha lên đến 250 ly một ngày. Công suất pha một giờ có thể lên đến 70 ly một giờ tùy vào kỹ năng của người pha chế. Máy pha cà phê Delicato 01A có ngoại hình lớn, bắt mắt, màu đen bóng sang trọng, phù hợp với mọi phong cách quán. Máy pha Delicato 01A phù hợp với mọi mô hình quán với công suất pha dưới 250 ml một ngày. Và đặc biệt, máy sẽ phù hợp với những anh chị có nhu cầu khởi nghiệp nhưng có mức chi phí đầu tư thấp nhưng vẫn muốn có một chiếc máy pha hội tụ đầy đủ những công nghệ hiện đại, cấu hình khủng. Máy pha cà phê Delicato đã được test khả năng chiết xuất liên tục đến 80 ly tại một sự kiện private của VIBank mà không hề bị hụt nhiệt. Để có thể chiết xuất liên tục 70 ly trên 1 giờ mà vẫn cho ra ly cà phê chất lượng đồng đều, ổn định khi mang đến cho khách hàng, thì Delicato 01A sở hữu nồi hơi 6 lít lớn nhất trong phân khúc, được bọc bông thủy tinh giúp tối ưu việc giữ nhiệt ổn định, tránh hao hụt nhiệt bất kể thời tiết. Máy pha Delicato 01A còn sở hữu công nghệ ủ cà phê pre-infusion, giúp anh chị hạn chế các lỗi trong quá trình chiết xuất. Công nghệ thường chỉ có ở trên những chiếc máy pha cà phê cao cấp. Delicato sở hữu vòi đánh sữa 4 tia với độ dài lý tưởng, khả năng xoay 360 độ, giúp barista có thể đánh sữa hiệu quả ở mọi góc đứng. Vòi đánh sữa được trang bị thêm phần bọc cao su giúp bạn dễ dàng điều chỉnh hướng vòi hơi một cách an toàn. Máy pha cà phê Delicato có chiết xuất ngon, ổn định, dòng chảy mượt, cho chất lượng cà phê hảo hạng, độ bền cao, giúp tạo ra những cốc cà phê capu, latte và espresso ngon tuyệt với hương vị đậm đà. Tại phiên Việt, máy pha cà phê Delicato 01A đang có giá bán lẻ là 32 triệu, đang được giảm còn 28 triệu. Và khi anh chị mua combo máy pha và máy xay cà phê, giá chỉ từ 29 triệu 990 nghìn đồng, sẽ được tặng kèm một gói đào tạo pha chế về cà phê trị giá 7 triệu đồng, tặng bộ phụ kiện 5 món và đi kèm rất nhiều ưu đãi khuyến mại khác. Và bước đầu tiên, trước khi sử dụng máy pha cà phê Delicato, em xin giới thiệu qua các chức năng của các nút trên máy. Ở phần bên phải sẽ có nút nguồn, thì mỗi sáng khi mà mình hoạt động quán thì anh chị sẽ bật lên nút on và đợi máy khởi động khoảng tầm 10 đến 15 phút là máy có thể sử dụng được. Ở phần đằng trước máy sẽ có 5 nút. Trên màn hình đây mình sẽ thấy là sẽ có một nút bán tự động ở bên tay phải. Anh chị sử dụng đến đâu thì mình có thể ngắt đến đấy. Ngoài ra thì ở đây có các ký tự là 4 nút tự động, nút đơn và nút đôi. Ví dụ anh chị có thể lưu nút đơn cho các món như là capu, latte, espresso, và những nút đôi thì mình có thể pha nâu hoặc là đen. Bên cạnh đó, máy sẽ được tích hợp một vòi lấy nước sôi. Ở phần bên trái máy, anh chị có thể thấy sẽ có một vòi đánh sữa công suất rất là lớn. Ngoài ra, máy được tích hợp thêm hai đồng hồ, một đồng hồ đo áp suất hơi và một đồng hồ đo áp suất bơm để anh chị có thể dễ dàng theo dõi tình trạng của máy. Máy pha Delicato, các nút tự động được thiết kế rất đơn giản. Khi anh chị chiết xuất cà phê, mình có thể lưu thời gian bằng cách bấm và giữ một trong bốn nút tự động bất kỳ. Để đảm bảo quá trình sử dụng máy pha cà phê Delicato 01A được trơn tru, anh chị cần những lưu ý sau. Thứ nhất, nguồn cấp nước cho máy pha phải dùng nguồn cấp nước đã qua lọc canxi. Thứ hai, máy pha cà phê anh chị nên nhớ vệ sinh máy định kỳ. Thứ ba, không nên sử dụng hạt cà phê đã qua tẩm ướp, tẩm bơ, tẩm đường, bởi vì những cái hạt cà phê đã qua tẩm ướp sẽ làm gây ra tình trạng tắc nghẽn ở họng pha. Thứ tư, sau khi sử dụng vòi đánh sữa, anh chị nhớ vệ sinh, xả vòi đánh sữa ra để tránh tình trạng là sữa bị đọng lại ở đầu vòi. Thứ năm, anh chị hạn chế rửa tay pha ở phần khai thải này để tránh tình trạng mà bã cà phê rơi xuống khai thải làm tắc nghẽn khai thải. Và cuối cùng, trước khi đóng cửa quán thì anh chị nên tắt nguồn máy hoặc tắt áp cho bát tổng cấp điện cho máy pha. Để vệ sinh máy pha cà phê, chúng ta sẽ có vệ sinh hàng ngày và vệ sinh định kỳ. Và sau đây em sẽ hướng dẫn anh chị cách
Vệ sinh hàng ngày máy pha cà phê Delicato 01A. Để vệ sinh hàng ngày, anh chị chuẩn bị cho em một cọ vệ sinh. Khi vệ sinh hàng ngày thì anh chị bấm nút xả. Đồng thời mình sẽ dùng cọ vệ sinh cọ xung quanh họng pha. Sau khi cọ xong, anh chị có thể sử dụng một chiếc khăn mình lau xung quanh họng pha để tránh tình trạng đọng lại cái hạt bã cà phê li ti ở họng pha. Để vệ sinh máy pha cà phê định kỳ, chúng ta sẽ cần chuẩn bị một phiên mục vệ sinh, một lọ bột vệ sinh chuyên dụng Cafija. Bước 1, khi chúng ta chuẩn bị vệ sinh thì anh chị sẽ lắp phiên mù vào tay pha. Bước 2, chúng ta sẽ cho 5g bột vệ sinh vào trong phiên mù. Bước 3, chúng ta sẽ lắp tay pha vào họng pha. Và bấm xả nước 5 lần, mỗi lần 15 giây. Sau khi vệ sinh bằng bột vệ sinh 5 lần, mỗi lần 15 giây xong, chúng ta sẽ tháo tay pha ra. Rửa sạch cái phần bột vệ sinh ở bên trong tay pha. Sau đó chúng ta sẽ lắp lại tay pha vào phần họng pha của máy. Chúng ta sẽ bật vệ sinh bằng nước thường thêm 5 lần nữa và mỗi lần vẫn để chạy 15 giây. Sau khi vệ sinh xong, anh chị có thể xả tay pha để vệ sinh. Ngoài ra thì khi pha cốc đầu tiên thì mình nên bỏ cốc cà phê đó đi. Và trên đây là cách sử dụng máy pha cà phê, cách vệ sinh máy pha cà phê và những lưu ý mà anh chị chủ quán cần lưu ý trong quá trình sử dụng máy pha cà phê Delicato để đem lại tuổi thọ cũng như là chất lượng đồ uống của cà phê được tốt nhất.